tình ở biển khơi. Chữ quyết không cam tâm làm tỳ thiếp cho người. Đi tuần tra, nghĩa bên ta đã bắt được một tên gian tế. Sao? Bắt được gian tế à? Giải vào đây. Thưa dân, kìa, trinh muội. Giao ra. Đừng gọi tôi là trinh muội. Kể từ khi anh bán rẻ lương tâm, cam lòn cúi làm tay sai cho giặc, thì đã hết tình thâm quyết nhục. Tôi và anh giờ là hai kẻ đại thù. Trinh muội, thôi đi. Anh nỡ tâm đem tình thân dày dẻo, anh nỡ tâm quên nỗi giống quê mình. Lòng người hơn cam như quân phan loạn, còn gì tình thân như anh em. Thà tôi xuống tay gươm xóa tan ân tình. Trinh hỡi em nghe lời anh bày tỏ, anh phải đâu tham gì ba sang giàu. Vì lòng hờn cầm nuốt bao ngâm người nhục, thèm lòng thân sống bên quân thù, chờ tham báo quân bình. Sao? Thề chừng có hương linh, cha già soi sáng lòng. Bẩm chủ tướng, bồ câu đưa tin giặc bấy lâu nay là do Triệu Thiếu Chủ đang thầm dò thám. Đại quân nơi vì mang nắng hờn căm với bọn sói lang xeo dậy quê cha đất tổ. Chiều nắng cay đâu có lòn cuối bọn xâm lăng để thăm báo quân. Trinh muội cũng là làm theo di nguyện của cha mình. Nay tất cả đã trong bàn tay anh nắm giữ, vội vã trở về để sum họp cùng em. Trinh muội cúi xin để đầu cùng anh, mong lòng huynh muội. Đây thay lời muôn quân cảm tạ anh hùng hy sinh vì dân, bao năm khổ đau không lời than. Khi nhìn non sông gấm qua giờ nát tan dưới gót chân xài lang, trong lòng anh dâng lửa thiêng muốn cùng em phất cao ngọn cờ. Em gái nhỏ nhưng tấm lòng em cao lớn tựa mây trời.
bằng núi lửa lưu sự. Truyền lập bàn hương án. Hôm nay huynh muội chung đường sông pha.
lời thề gian cùng sông núi, lửa ngàn sao cờ hồng, trên nước leo cao ngọn cờ cho nước lửa cùng nói theo gương sáng rạng lời an thương. Một lần hỏi tay thật lớn cho Phương Nhi và Quốc Đại. Con ơi, con thì nhỏ tuổi quá, mà con cho cô tin đây là bà Triệu Thị Trinh luôn. Và có nhiều lúc á, cô sợ hết da gà. Cô rất là tin là con là Triệu Thị Trinh. Đặc biệt á, là anh Đại, anh có cái giọng hát hay quá. Và khi mà hai thầy trò hát lên nó trời ơi, đã dễ sợ. Và khi mà mình làm diễn viên thì cô Việt Cương có nói là đêm nay chấm cái thần ha. Con có cái thần thái của một cái người nghệ sĩ để đi ra biểu diễn. Và cô tin chắc là bà tướng này ra trận sẽ thắng. Tại sao một tiết mục làm cho trái tim cô cảm thấy rất là lay động? Bởi vì mình nhìn thấy được sự làm việc quá nghiêm túc của cả thầy Quốc Đại và của cả con bé Phương Nhi, của cả một tập thể, cả một ekip rất là lớn bên cạnh thầy Quốc Đại đã làm cho con. Bản thân bé Nhi là cô đã đánh giá con rất cao từ những ngày đầu, và cô rất yêu giọng hát của con, một giọng hát đa màu sắc. Và ngày hôm nay con thực sự là tỏa sáng, bởi vì con rất là đẹp. Đẹp trong ánh mắt, đẹp trong giọng nói của con, đẹp trong cách diễn xuất. Và một lần nữa cô xin được đứng lên để chúc mừng cho thầy Quốc Đại và bé Nhi trong đêm chung kết ngày hôm nay. Chú dòm xuống dưới cái bảng này của chú thấy để là dàn dựng là cô Bình Tinh phải không con? Trời, hợp lý luôn. Chú Quốc Đại đã mời được cô Bình Tinh quay trở lại cùng với chương trình để mà dàn dựng cho con một cái tiết mục đúng là cái sở trường của cô Bình Tinh luôn. Đóng cái vai Triệu Thị Trinh không đơn giản. Đây là lần đầu tiên chú Nghĩa coi trong một cuộc thi dành cho các con mà lấy nhân vật Triệu Thị Trinh ra. Quá hay đi con ơi. Những vòng trước thì chúng ta chỉ thấy bé Phương Nhi là hát là nhiều, hoặc là có một tuần con cũng làm cái ca cảnh mà Hồ Quảng đó, thì lúc đó vũ đạo không có nhiều. Nhưng mà qua tới cái tuần này đêm chung kết, con làm chú Nghĩa rất bất ngờ bởi cái vũ đạo chắc đẹp và khỏe lắm của con. Phải nói rằng là cô Bình Tinh cũng như thầy của con đã trau chuốt cho con từng đường nét một để con diễn ra được cái thần thái của nhân vật Triệu Thị Trinh. Giọng hát là không có bàn đến, là bởi vì giọng hát con đã hay từ đầu chương trình tới bây giờ rồi. Cảm ơn con, cảm ơn thầy Quốc Đại, cảm ơn cô Bình Tinh đã mang đến một tiết mục tuyệt vời cho đêm chung kết này. Mình thường nghĩ rằng là nghệ sĩ Bình Tinh của chúng ta hồi nãy giờ mọi người đang nhắc tới và cảm ơn rất là nhiều. Và cô ấy đang đứng len lén ở đằng sau cánh gà thôi. Một tràng hấu tay cho nghệ sĩ Bình Tinh lên sân khấu được không ạ? Dạ bận lắm á, mà nói hôm nay mấy giờ con thi vậy anh? Em chạy lên, em phải chạy lên coi em mới yên tâm. Xin mời Bình Tinh. Không biết là cảm giác của Bình Tinh như thế nào khi đứng ở phía dưới và xem hết tất cả những sự nỗ lực và cố gắng của hai thầy trò. Xin mời Bình Tinh. Thật sự bây giờ thì không biết nói gì hết, khi mà nhìn thấy bé Nhi đã làm được tất cả những cái gì mà cô Bình Tinh truyền đạt, từ lời nói, từ tư tưởng cho tới tất cả những bộ tịch vũ đạo mà Bình Tinh nghĩ là trong một khoảng thời gian ngắn có thể là Nhi sẽ không tiếp thu được. Nhưng một cô bé rất là nghị lực và rất là giỏi. Và xin cảm ơn thầy Đại đã cho Bình Tinh có duyên và gặp được một cô bé rất là đáng yêu này ạ. Cảm ơn Bình Tinh rất là nhiều. Và mình sự tin rất rằng không chỉ riêng nghệ sĩ Bình Tinh đâu, còn rất là nhiều nghệ sĩ đến từ hai lớp học ngày hôm nay đã hỗ trợ rất đắc lực cho tất cả các bạn tài năng nhỏ của chúng ta. Và ngày hôm nay một tràng hô tay chúc mừng cho tiết mục vừa rồi của Phương Nhi đến từ lớp học của thầy Quốc Đại. Điện chốn kim môn, cô
điền trốn kim môn, danh thơm ngoài cõi tiếng đồn, trong y cùng cảnh phận ý, phong y quan bốn mùa, trên bát ngát trăm hoa đua nở, dưới cảnh mây cầm thú đua chơi, ý à ơi à ơi à. Tươi dương già trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa.
thác lộ mây nặng chiếu lưng đeo. Cao nguyên xanh đất mới, hát cho cô đồng anh nàng sông vô son sang. Mây
đời cho mình hàng mong. Nước cho ngàn về, nước dân tràn trề, nước cho ta yêu nhau mãi mãi, nước cho ta thương nhau mãi mãi, son sang mênh mang. Mặt trời lên trên cao nguyên bao la, đang dâng 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 lên tổ. Cho tôi được một lần giờ.